này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là pháp không nội là pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không 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 tánh tự tánh, cũng chẳng chấp do pháp không nội, do pháp không ngoại, cho đến do pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng chấp thuộc pháp không nội, thuộc pháp không ngoại, cho đến thuộc pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng chấp nương pháp không nội, nương pháp không ngoại, cho đến nương pháp không không tánh tự tánh, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh, cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh, cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là chân như là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng chấp do chân như, do pháp giới cho đến do cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng chấp thuộc chân như, thuộc pháp giới cho đến thuộc cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng chấp nương chân như nương pháp giới cho đến nương cảnh giới bất tư nghì là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là thánh đế khổ là thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng chấp do thánh đế khổ do thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng chấp thuộc thánh đế khổ thuộc thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng chấp nương thánh đế khổ nương thánh đế tập diệt đạo là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là bốn tịnh lự, là bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng chấp do bốn tịnh lự, do bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng chấp thuộc bốn tịnh lự, thuộc bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng chẳng chấp nương bốn tịnh lự, nương bốn vô lượng, bốn định vô sắc, là đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Hết quyển thứ 291